Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay tới cái ban ban điện ha. Thì đây là chiếc xe Vision đời từ, không còn là Vision đề phóng nữa. Chứ nếu mà giờ sửa Vision đề phóng nó chắc chạy luôn quá. Bữa giờ bị mấy chiếc Vision đề phóng giật rồi. Bữa nay là Vision đời từ. Phiên bản này là phiên bản IC K44 ha. Thì trên cái Vision này các bạn sẽ gặp một cái bệnh. Vision này là cái xe Airblade 110. Xe Airblade 110 đời 2012 đổ về sau á, với lại đời Alac 125 á, thì nó hay bị một cái chuyện, đó là như là đứt cái bóng đèn pha, đứt hoài luôn. Cho anh mượn bóng đèn cũ mình. Thì cái xe này á, là hiện tại là đã thay bóng đèn xong đứt nữa. Thì khi mà đo điện á, ở tại cái chân đèn này nè, khi bật cốt pha á, thì nó luôn luôn là 14V, 14V mấy thôi. Nhưng mà đứt hoài. Đó là một. Cái thứ hai là mình hướng dẫn anh em luôn tại sao cái xe này nó hay bị đứt cầu chì nè. Các bạn nhìn thấy chỗ này nè ha, đó là cái dây điện này nó bị kẹp đây nè, nó cạ lâu ngày. Nếu mà cái dây này nó mòn á, nó mòn nè, nó chảy nè, thì nó sẽ cạ ở đây, nó gây đứt cầu chì ha. Thì các bạn nào bị hiện tượng đứt cầu chì đó, hay đứt cầu chì men á, thì kiểm tra hai cái phần này trên Vision. Và mấy cái đời Airblade nó hay bị chạm cái dây S-top này lắm nha, kiểm tra cái dây đó, nó hay thường xuyên bị lắm. Rồi thì mình cũng đã làm những cái video nói về cái câu cái mạch đèn này để hạn chế cái việc đứt bóng đèn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm nó rõ nhất, mình sẽ giải thích nó bằng cái sơ đồ lý thuyết để anh em dễ hình thành luôn, dễ hình dung ra trong đầu. Là mình sẽ làm sơ đồ lý thuyết, sau đó mình sẽ hướng dẫn thực tế trên cái xe này sẽ câu như thế nào. Thì nguyên nhân chính á mà nó hay đứt bóng đèn á là do lâu ngày mình đi á, thì mấy cái cầu chì nó sẽ bị lỏng, hoặc là những cái công tắc đèn này nè nó bị tiếp xúc không tốt, thì cái việc đó nó làm xảy ra cái hiện tượng gọi là phao cô, nó xảy ra cái sự phóng điện ấy, nhiễu phóng điện á, thì nó làm xuất hiện những cái điện áp đột biến hay cường độ dùng điện đột biến, thì cái điều đó nó sẽ quýnh thẳng vô cái dây tóc bóng đèn, làm rụng dây tóc bóng đèn, chứ không phải là do cục sạc nó tăng lên hơn 15V. Tại vì trên cái xe đề từ và những cái xe FI mà xài cái LCM điều khiển lớn á, tích hợp luôn sạc và mạch đề trong đó, thì những con IC này hệ thống sạc nó tốt lắm, ổn định điện nó tốt lắm, cho nên không có chuyện mà cái điện nó quá 15V đâu, không có chuyện đó. Nó chỉ đứt là do những cái tiếp xúc điểm của cái công tắc cốt pha hoặc công tắc này, hoặc cái hệ thống cầu chì ở đây, hệ thống cầu chì đó mình cho anh em coi. Và ngoài ra thì nó là do cái tiếp xúc của cái đuôi đèn với cái bóng đèn thôi. Thì để tránh cái hiện tượng đó thì chúng ta sẽ phải có một cái mạch, chúng ta làm một cái mạch. Thì cái mạch đó mình sẽ học theo cái xe hay nhất trong hệ đèn, đó chính là chiếc xe Attila, xe Attila của SYM á. Thì cái xe đó là cái hệ thống đèn nó có 2 rơ le đèn, nó rất là tốt. Còn xe nào mà làm 1 rơ le đèn cho cái nguồn của đèn thì nó vẫn có xác suất đứt khi mà chúng ta bật cốt pha. Còn nếu mà các bạn kỹ, các bạn làm theo Attila là cốt một cái rơ le, pha một cái rơ le, thì nó sẽ chống luôn cái chuyện đứt bóng. Thì bây giờ mình sẽ dành một chút thời gian mình nói về cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống đèn, và mình sẽ có phương án, mình sẽ có phương án là mình làm cho anh em coi, là trên lý thuyết trước, rồi xong đó mình thực tế trên xe mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ làm cho các bạn coi luôn. Đây là cái bóng cũ nó đứt nè, mình bỏ ra. Rồi giờ mình sẽ giải thích anh em sơ đồ lý thuyết trước ha. Các bạn có thể dùng tài liệu chuyên dụng của hãng hoặc là các phần mềm sửa chữa xe máy, thì nó sẽ có một cái sơ đồ mà lắp ráp. Thì sắp tới thì mình cũng sẽ chắc sẽ tiến hành làm một vài cái app giả nhỏ để mà hướng dẫn cho thợ sửa xe một số cái công việc, cũng như là tra một số cái tài liệu cho nó chuyên dụng hơn, thì chắc là mình sẽ làm một cái riêng của mình luôn để mình hướng dẫn cho anh em xài. Thì bữa nay mình sẽ vẽ cái sơ đồ thủ công như vậy để cho các bạn dễ hình dung. Thì trên cái đời xe Vision đề từ á, là nó có mã K44 này nè, là cái model nó có 2 model. Phiên bản nó kéo dài từ 2014 cho tới 2017, mình nhớ không lầm là vậy, tại vì 2013 cái việc trước là đề phóng, và phiên bản sau, version sau thì nó là 2018, 2019, 2020 đó là version sau. Đó thì cái version trước á, là cái công tắc đèn nó sẽ có 2 dây nguồn, một cái dây là màu đen sọc đỏ, một cái dây mình nhớ là màu đen sọc gì hay là màu nâu á, thì cái nhánh kia mình không nói, nhánh kia là nó của các bạn mở ngay cái đuôi của cái dắt công tắc đèn, các bạn sẽ thấy nó có 2 dây nguồn dương. Nó xuất phát từ, nếu mà cái dây nguồn dương của đèn pha cốt á, nó sẽ xuất phát từ vị trí cầu chì D 10A. Còn nếu mà cái dây mà của cái đèn gọi là đèn đồng hồ với lại đèn dummy, đèn sau á, thì nó sẽ xuất phát từ cái cầu chì E cũng 10A luôn. Đó thì nó sẽ vô cái nhánh là khi các bạn sử dụng xe rồi nó sẽ sáng đèn đồng hồ, đèn sau rồi đó, v.v. Thì giờ mình chỉ nói tới cái mặt cốt pha thôi. Thì theo cái sơ đồ ban đầu á, thì nó sẽ là như vậy ha. Một cái bình ắc quy ha, bình ắc quy.
Rồi mình vẽ cho dễ hiểu. Đây là cực âm, đây là cực dương, bình ắc quy 12V ha. Rồi thì chắc chắn là sau bình ắc quy thì nó sẽ đi tới hệ thống relay cầu chì rồi, thì mình bỏ qua đi tạm thời, là mình tính được cái nhánh của cái cầu chì, của cái cầu chì D này đi, là 10A. Rồi cầu chì D thì chắc chắn là nó sẽ đi lên công tắc đèn ha, lên công tắc đèn. Thì cái công tắc đèn, cái loại xe, những loại xe này nó sẽ là công tắc đèn kép, nó có hai kim công tắc luôn, nhưng mà mình để một nhánh thôi. Thì khi mà công tắc đèn nó thông á, thì đây mình có ghi sẵn là nó sẽ thông với cái dây màu xanh dương sọc trắng. Dây xanh dương sọc trắng này nó sẽ chạy tiếp tục tới một cái dây cốt, công tắc cốt pha. Thì cái dây cốt chắc chắn nó sẽ là màu đứt điêu là màu trắng, dây pha nó sẽ là màu BU, là màu xanh dương, đó, màu trắng là cốt. Cái này nó vô tim cốt, nó vô bóng đèn sợi tóc, tim cốt ha. Và cái này vô, cái này vô tim pha, đó. Thì chắc chắn là cuối cái tim này là người ta nói mắt sườn rồi, chắc chắn rồi. Rồi, thì đây là một cái mặt đèn bình thường. Bây giờ cái hiện tượng đứt bóng đèn á, nó xảy ra là do cái tiếp xúc ở đây chúng ta bật lâu ngày nó nẹt tia lửa điện photo cũng có. Hoặc thì khi tia lửa điện đây mà cái công tắc này đóng mặt rồi thì nó vô tim cốt. Còn nếu mà chúng ta để vị trí pha thì để cái này, cái này thì vô tim pha. Hoặc là nó cũng có thể sinh từ cái công tắc này luôn. Đó, thì có nhiều bạn hồi trước mình cũng có làm những cái lớp trực tiếp và online, có nhiều bạn nói mình là thôi bây giờ câu một cái relay thôi cho cái công tắc này, ok được. Nhưng mà cái khả năng mà sinh ra cái tia lửa điện á, foco á, nó còn xuất hiện ở tại cái công tắc cốt pha nữa. Đó, thì cái điều này cũng cho dù các bạn giải quyết cái relay cho cái công tắc này rồi thì vẫn còn công tắc này thì cũng không được. Thì đó là lý do tại sao cái Attila, cái xe Attila của SYM á, nó sản xuất từ những năm 2001, 2002, 2003 á, là nó đều sử dụng hai cái relay đèn, một cái dùng cho cốt, một cái dùng cho pha, và kể cả Piaggio cũng vậy luôn. Đó, thì chúng ta phải hiểu là nó có khả năng bị phóng điện, và cái điều đó nó sẽ làm xung đột biến, hoặc là điện, dòng điện, cường độ dòng điện đột biến lên, nó gây đứt bóng đèn, và đồng thời là cái công tắc này nó cũng sẽ sinh nhiệt, nó dễ hư, kệ lâu ngày nó hư. Thì ok, bây giờ làm bài toán này chắc chắn nó sẽ tốn kém, nhưng mà nó sẽ bảo vệ về lâu về dài, nó bảo vệ luôn cả bóng đèn, nó bảo vệ luôn hệ công tắc, cho nên là mình thấy là bài toán này nó xứng đáng ha. Rồi thì chúng ta sẽ làm một cái việc như vậy này. Đó, nhánh cốt pha thì mình vẫn để đó, nhánh cốt pha mình cũng để đó. Rồi như vậy cốt pha ở cuối cùng ha. Thì bây giờ á, từ cái dây này nè đi qua cái cầu chì 10A này nè, cầu chì đó nó hiển thị là headline á, ở trên cái hộp cầu chì á 10A, thì mình sẽ chia nó ra hai nhánh, chia ra hai nhánh. Rồi một nhánh á, một nhánh á mình chia, không phải mình chia tại cầu chì nha, mình chia tại cái công tắc đèn á, tại cái dây màu đen sọc đỏ này nè đó, mình chia tại dây này. Một nhánh thì mình cho nó đi qua cái công tắc, qua công tắc này, và một nhánh thì mình sẽ cho nó đi vô cái chân này, là cái chân mình vẽ gì thì nó hơi ngược, vẽ từ đây đi, công tắc đây. Rồi nhánh này mình cho vô chân tiết điểm, chân tiết điểm của cái rơ le, mình xài rơ le 4 chân thì cũng được. Đó là cái các bạn đang nói là mình giải quyết cái rơ le này là mình giải quyết cái rơ le này là một cái rơ le tại công tắc đèn, nhưng mà mình không dùng phương án này, mình dùng phương án thứ hai ha. Phương án thứ hai của mình là như vậy, mình sẽ sử dụng tại cái công tắc này, công tắc đèn, mình muốn cho nó xài công tắc đèn, sau đó nó đến công tắc cốt pha, công tắc cốt và pha. Thì khi cốt là dây cốt có điện, khi pha là dây pha có điện, ok chưa? Hình dung điểm này ha. Ở tại đây mình tách nó ra, tách nó ra, mình mắc song song hai cái relay, mắc song song hai cái relay, một cái relay này và một cái relay này, thì hai chân relay này đều là hai chân tiếp điểm ha. Rồi hai chân còn cùng dây còn lại á, chân này là chân cùng dây nè, chân cùng dây, hai chân cùng dây còn lại đây, chân cùng dây đó, chân cuộn dây, thì hai chân này mình sẽ nối với mắt sườn, nghĩa là cuộn dây này hai chân đều được nối với mắt sườn. Rồi chân thứ nhất này nè, chân thứ nhất này nè, mình cấp điện dương khi có cấp điện dương, đây đây thì đúng đây, cùng relay một này, relay một thì mình tạm gọi là relay cốt ha. Rồi cái relay hai này, nhánh mình vẽ mình sửa lại một chút,
thứ hai đây. À, thì cái nhánh này của cái cụm relay này thì mình tạm gọi nó là relay pha. Đó. Có nghĩa là nó hai chân nó nói mát sườn chung ha. Chân cấp dương thì là cái dương ở trên này là relay cos, là cos cấp. Chân ở dưới này của relay pha là pha cấp. Ok chưa? Pha cấp. Rồi, thì khi mà mình bật cos á, mình bật đèn thì con thắng này có điện, và đồng thời các chân tiếp điểm relay này luôn luôn điện, có điện dương 12V chờ rồi, 12V chờ rồi, đúng không? Rồi, khi mình bật đèn nó có thì điện dương chạy theo cos xuống cùng dây này có mát, đóng tiếp điểm hai relay thì cái tim này, cái chân tiếp điểm này nó sẽ sinh ra điện. À, và điện này nó sẽ cấp cho cái bóng đèn cos. Chân này có bóng đèn thì nó mát sườn, đúng không? Này đèn cos nè, tim cos. Bóng đèn này tim cos pha làm chung một bóng, nhưng mà mình hiển thị như vậy cho các bạn dễ hình dung. Rồi, khi chúng ta bật điện qua pha, bật điện qua pha đó thì cái này là tim pha, bật xuống pha thì điện dương nó sẽ chạy theo cái nhánh này. Mình nảy cái u này lên là có nghĩa là không có tiết điểm nha, rồi đi xuống đây, đi xuống đây cấp điện cho cái cùng dây của relay pha, và cùng dây này có mát sẵn ở đây thì như vậy nó sẽ đóng điện, tiết điểm chuyển điện từ đây tim pha sáng đó. Đó là phương án mình sẽ làm, và phương án này sẽ loại trừ phao cô ở công tắc số 1 là công tắc đèn nằm đây, và công tắc số 2 là công tắc cốt pha nằm đây, mình sẽ loại trừ được hai công tắc này luôn, và cực kỳ an toàn cho hai cái tim đèn này, và đảm bảo đóng ngắt bằng relay như vậy thì tuổi thọ bóng đèn này nó cũng sẽ cao hơn, đóng rất là dứt khoát, và cái công tắc đèn này nó cũng sẽ bền hơn. Đó là phương án của mình đầu tư một lần, nhưng mà mình xài gì lâu dài. Thì sẽ có bạn nói trời ơi sao hãng không làm. Đúng rồi, hãng không làm đâu, tốn tiền. Chi phí dành cho cái một cái thiết kế như vậy thì bao gồm relay rồi này nọ, người ta sẽ không có thể nào đầu tư vô một cái xe cái giá trị thương mại nó không cao, chứ còn họ giỏi hơn chúng ta rất là nhiều, họ hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyện này và họ làm được chuyện này, tại vì có những phiên bản xe họ đều có cái này, mà Attila của em đều có cái hệ thống này, và xe Honda nó cũng có hệ thống này luôn các bạn. Nhưng mà tại sao họ không đầu tư vô xe này là tại vì cái giá trị thương mại nó không lớn. Còn bây giờ chúng ta đang giống như kiểu là dùng một cái mặt tính năng của một cái xe cao cấp gắn như một cái xe dòng thấp cấp hơn. Đó là cách mình làm ha. Thì giờ mình sẽ lên xe và cho các bạn hướng dẫn các bạn làm luôn, không vô xe. Rồi, theo cái sơ đồ lý thuyết hồi nãy mình hướng dẫn các bạn ở trên cái bảng đèn. Trên cái bảng đèn thì cái cầu chì đây nè. Ở đây có cái cầu chì headlight nè. Cầu chì headlight là cầu chì đầu đèn ha. Mình đang để ngược camera đó, cái chữ headlight nè, đầu đèn. Rồi đây, mình cầm mày mà. Rồi, thì hồi nãy quay chưa? Quay rồi. Nãy có quay rồi. Bị ngưng đúng không? Ừ. Rồi, thì cái cầu chì này là cái cầu chì đèn. Cầu chì đèn đây, nó là cái cầu chì ở trên cái sơ đồ mạch lắp ráp ở trong tài liệu này nè, cầu chì D. Cầu chì D là cầu chì phụ 10A này nè, cầu chì phụ 10A, cầu chì phụ số 2 á, D. Thì cái dây màu đen sọc đỏ ra từ cái hộp cầu chì á, đi từ cái cầu chì headlight, nó sẽ đưa đi thẳng cho tới cái công tắc, một cái chân của công tắc đèn. À, công tắc đèn đây, công tắc đèn. Và khi chúng ta bật công tắc đèn thì đồng thời hai mạch, mạch C1 và mạch C2. Mạch C1 là cấp cho tín hiệu đèn đồng hồ với lại đèn sau, nó sẽ thông. Mạch C2 là cấp mạch C1 là cấp cho tín hiệu đèn công tắc cốt pha, mạch C2 là cấp cho tín hiệu đèn đồng hồ với đèn sau. Mạch C2 đây cấp lên dây xanh sọc trắng. Xanh sọc trắng đi qua đây ha, đi qua đây. Rồi, thì khi chúng ta bật cos thì nó thông với dây màu trắng lên tim cos, khi bật pha nó thông với tim màu xanh. Thì ở đây giờ nếu các bạn muốn á, các bạn có thể lấy thẳng nguồn từ hộp cầu chì này cũng được, hoặc là các bạn lấy nguồn từ đây nè, qua cái cầu chì headlight. Đây mình hướng dẫn mình chỉ cho. Đây công tắc đây. Đây, mình tách cái dây này ra. Nè, màu đen sọc đỏ nè. Cặp dây màu đen sọc đỏ này nó sẽ thông với màu xanh sọc trắng. Còn hai cái dây này là của đèn sương mù và đèn sau, đèn đồng hồ ha, đèn đề mi. Đó thì giờ chúng ta sẽ tách, chúng ta lấy nguồn từ đây cũng được. Cách thứ hai là các bạn sẽ lấy nguồn từ cọc bình ắc quy luôn. Lấy thẳng nó luôn qua cái hộp cầu chì và cấp cho tiếp điểm thì cũng được. Đó là một cách. Đâu là hộp cầu chì đây. Đây mình có mấy cái hộp cầu chì bỏ nè, mình sẽ lấy nguồn dương từ đây. Đó, nguồn dương là từ đây là có 12 rồi, là bắt đầu mình đưa vô hệ thống của mình. Còn cái hệ thống của mình nó như thế nào thì giờ mình sẽ xuống dưới mình hướng dẫn cho anh em. Đây. Ở đây nãy giờ là bấm sẵn rồi. Mình bố trí hai cái relay 4 chân. Thì nếu các bạn có relay 8 chân các bạn vẫn làm được ha. Cái pha này các bạn làm relay 8 chân vẫn được bình thường. Thì đây relay 4 chân mình làm như sau đây. Cái dây màu trắng này nè là dây tín hiệu cos cấp vô, tín hiệu dương cos cấp vô. Dương cos bình thường cấp đây. Dây màu xanh này là tín hiệu dương của pha. Khi mà bật pha thì có tín hiệu cấp vô đây. Rồi. Chân tiếp điểm số 1
chân tiết điểm số 1 là dương 12V được cấp vô, thì sau hệ thống cầu chì là mình sẽ cấp vô chân cặp chân này, mình nói hai chân này chung nhánh. Rồi hai cái chân tiếp điểm A và B là cốt nè, của relay cốt nè, chân này chân cốt cấp cho đèn cốt nè, chân này chân pha nè, cấp cho đèn pha nè, đó cấp cho đèn pha, thấy không, là vô tim cốt với tim pha. Còn hai cái chân màu đen này mình sẽ cho nó đi chung với nhau, nối vô mát, nối vô mát, thấy không. Rồi thì khi bật cốt thì dây 12 có điện cấp vô cái dây trắng. À, ở đây chúng ta đã nói thẳng hai màu đen vô mát sườn rồi, đúng không? Thì cái relay này sẽ bật đóng tiếp điểm thứ nhất cấp 12 từ đây qua tim cốt xong. Còn nếu mà chúng ta bật pha thì cái dây này mất điện, điện 12 cấp vô cái relay bên này, thì ở đây có mát sẵn luôn, đóng cái cuồng tiếp điểm này thì sẽ cấp 12 từ dây màu đỏ đi vô cái dây đèn pha là xong. Đó là cái cách làm. Bây giờ mình sẽ lên xe mình lắp ráp cho các bạn coi luôn. Bây giờ mình sẽ tước cái cọng đen này ra ha, cho nó gọn gọn cái bó chỗ này. Mình rút hai relay rồi, so dây đây bằng nhau nè, mình tước đây ra. Đây mình có gì mình làm đó nha các bạn, đang cứu cái ban này không có nhiều đồ nghề, hướng dẫn với lại cho nó dân dã luôn, anh em dễ làm theo. Rồi thì nếu các bạn nào có mỏ hàng á, chúng ta hàn mấy cái mối nối này lại cho nó sau này đừng có bị mu cái mối nối á, đừng có bị oxy hóa, bị ten cái mối nối. Còn nếu mà các bạn tin tưởng vô cái tài năng nối dây của mình rồi, nối chuẩn xác rồi thì nó cũng không quan trọng lắm. Rồi này là dây mát ha, hai cái dây này là dây dương 12 nè. Hồi nãy mình nói rồi, hai chân tiếp điểm số 1 thì cái mát mình đã nói đây rồi, thì cái dương mình nói so le cao cao lên xíu để cho nó cách xa ra. Làm thì hướng dẫn anh em thì nó hơi rườm rà, nhưng mà các bạn làm thực tế thì nó sẽ đơn giản hơn, nó nhanh hơn. Ví dụ như mình cầm kìm cắt này, mình cắt thì nó có thể nó không quen, do là đồ này không phải đồ của mình xài hàng ngày. Còn nếu anh em cầm kìm, đồ anh em thao tác thì sẽ quen hơn nhiều. Đó, giờ này dương ha, nói vô đây rồi cho nóng lên hơi, rồi hơi hạn này vô. Đầu tiên là làm âm dương trước đã, đi cho nó gọn dây. Rồi hơi luôn, hơi cách điện luôn, hai mối nối này cho nó xa nhau một xíu cho nó an toàn chi thức điện ha. Đó, các bạn nào kỹ thì lấy ống gen hơi bự luồn nó vô hơi luôn nguyên cụm này sau khi làm xong cũng được, hoặc là mấy bạn quấn băng keo đen cũng được, nhưng mà ít nhất là mối nối này chúng ta phải cách điện cho nó an toàn rồi. Ok rồi, vậy là giờ mình đã có dương có âm rồi nè. Cái âm này thì mình bắt vô mát ắc quy cũng được hay mát ắc sườn, nếu mà các bạn muốn ổn định thì các bạn bắt thẳng luôn đi. Ví dụ đi ở đây mình bắt luôn, mình bắt luôn vô đây luôn cho nó gọn. Rồi rồi, ví dụ giờ này mình tháo cục dương mình gắm vô luôn đi, lát nữa mình bắt vô, mình thử ở ngoài cho anh em coi. Rồi xiết, mấy bạn làm khoen làm bát mấy bạn bắt vô cho gọn gàng ha, có nhiều đồ không các bạn, xiết ở đây đen. Rồi xiết vô đó, giờ là rồi len này đã có dương với mát chờ sẵn rồi ha. Rồi hai chân này thì nãy mình nói rồi, của cái màu trắng, dây màu trắng bên này, dây màu đỏ của cái relay màu trắng á, có dây màu trắng thì mình sẽ đưa vô tim cốt ở trên đầu đèn, đưa cái bóng đèn cho. Kiểm tra. Cái này mình sẽ đưa vô cái tim đèn màu cốt. Mình thử luôn, dính đi. Đứng không? Đèn sao? Để thử coi nó có tim nào xài thử một tim. Rồi ok. Rồi thì khi cấp dương á là dây trắng này có điện dương đúng không? Thì mình chạch đây. Đó rồi le nhảy nè, thấy không? Rồi, đây thử đi. Đây theo cái chân đèn. Theo cái chân đèn cắm dây là con này là con mát nè. Con này cốt. Thử cốt trước đi. Thử cốt trước. Con này mát. Ảnh này vô mát cho anh. Ảnh đó giữ yên đó mát. Rồi, giữ mát đi, anh thử cốt được thì anh thử pha. Đó, nè cốt sáng nè, pha đứt nè, đứt pha nè, cốt sáng nè. Ha, cốt sáng nè, đó. Rồi buông rồi le tắt nè, chập rồi le sáng nè. Rồi mình thử dây bên này ha, mình thử tim pha nè, thử cặp pha, mình thử luôn đi. Rồi mình thử này nè, đó, ăn rồi le nè, thử lại nè. Đó, sáng ha. Đó là các bạn thao tác đúng. Rồi giờ nếu các bạn có đồ thì các bạn tránh trường hợp là các bạn bấm dắt dây, thì các bạn sẽ lấy đồ các bạn chọt nối vô đây, băng keo lại ha, làm cho mấy bạn băng keo lại cho khách. Giờ ở nhà mình có dắt này không?
kiếm gọi giác công tắc giác này, giác ba chân này có mình trong mấy bộ dây Winner lên FI á, mình dư điện đèn còi á, cái giác ba chân này nè, kim đây nè, không có hả, không có hả, ok vậy thôi giờ hỏi anh Phương đi, chủ xe này đồng ý cho mình can thiệp, mình cắt mình bấm gọn luôn phải không, mình bấm cho nó an toàn luôn, có không, có Winner á, hệ thống điện đèn còi, bó dây đồng hồ của Winner á, bó dây đồng hồ AB, có không, mấy cái dây đồng hồ á, còn không hỏi đi, ok không, cho mình chích không, cho mình chích vô cái dây này không, rồi mình làm cái dây này luôn, mình bó gọn luôn cho người ta, rồi bấy đi, rồi làm mấy này phải băng kỹ rồi không để nó chạm, rồi anh em nào có điều kiện hơn, ở chỗ có điều kiện có ông ghen hơn thì xử lý bằng ống hơn ha. Giờ mình sẽ quyết định mình đưa cái này vô đây, mình dùng dây rút, mình rút nó lại mà mình cộng dây rút, rút keo lên nè cho nó không có kẹp cổ luôn, rồi nó không có chạm đâu hết á, dễ sửa chữa sau này, mình cần cắt đi. À, không thì rút chặt nha, bó dây này rút rồi treo mấy cái dây này nó cong lắm, rút cho nó đừng rớt là được, nó đâu có kêu lọt cọc đâu đâu. Rồi ở đây sau khi xong mình sẽ nối mát ở đây luôn, có cái khoen làm cái khoen nối mát thì tốt, còn không có thì các bạn cứ tước ra bắt thẳng vô đây luôn cho mình với ba ke. Rồi rồi kia để mát đây ha, phần mát xong, phần dương thì mình đã lấy ở từ công tắc này các bạn, mình đưa vô đó mình lấy. Rồi hai cái dây này thì mình giờ hiện tại giờ mình đưa đây là mình không biết nào code nào pha hết á, đúng không, thì giờ mình cứ để rời đây, mình để ống đèn thử, bắt đầu giờ mình đưa cái dây trắng, đưa cái dây trắng ha, cấp tín hiệu vô đây, cái dây pha cấp tín hiệu vô đây, thì giờ nếu mà các bạn muốn á, các bạn có thể tách dây từ đây, nếu mà khách người ta đồng ý á, cho phép các bạn tách từ đây là hay nhất. Thì giờ xe này đã hỏi khách hàng rồi đồng ý tách, thì mình tách từ đây, với lại nó cũng không có làm ảnh hưởng gì đường dây đó, mình tách từ cái đuôi đèn cái chỗ này ha các bạn. Còn nếu không á thì các bạn có thể tách từ cái giắc này thôi, kiếm đầu cót đi, mình tách từ giắc này hay hơn, thấy không, mình đưa vô đây hai đầu cót mình ghim vô, mình bấm này hai đầu cót ghim này vô, hiểu không, mình ghim này nè, hai này hai đầu cót mình có rồi, đưa cót lên làm, mà trong cái điều kiện mà thiếu thốn gì thì nó chua lét luôn, không có đồ, không có đạt gì, cái gì không có. Rồi bây giờ cái này á là có hai màu xanh, thì mình tạm lấy màu xanh đậm là màu xanh đi, còn màu này là màu trắng đi ha, mình thấy chứ màu trắng cắt thành hai khúc ống ghen hơi thì ba có gì chơi cái đó đi, miễn sao định cắt dây của người ta là được. Rồi cái này là màu xanh nè, đúng không, nãy cũng quên nhớ luôn, chân nào màu xanh đấy, chắc là chân này màu xanh đây đi, chọn đây có gì mình đảo chân không đúng mình đảo chân. Rồi có bóng đèn nguyên không, chỉ mình có bóng đèn nguyên đi. Rồi bây giờ mình sẽ nối, mình sẽ nối một cái chân này, một cái chân, cái này là cấp tín hiệu đúng không, rồi mình nối này vô màu xanh đi cho nó không ghen hơi đi. Đây, để nó nói tạm để thử ra. Rồi chân này nối với chân màu trắng đi, thử coi đúng không, đúng đảo, đảo dây lại, mình thử cái đi, chắc chắn đúng rồi mình làm, thấy không, đúng mình làm không muộn. Rồi cái này đây, cái này đây, hai đầu dây này là cấp cốt cấp pha xuống bóng đèn, thì giờ lấy cái đuôi đèn này cắm bóng đèn vô ha, cái này gắn đại vô đây đi, không đúng thì đảo dây thì coi đúng không, biết liền gì. Rồi móc này đây, móc đỡ thôi nha, chứ không phải mình làm gì đâu nha, một xíu nữa mình làm xong rồi chốt đúng thứ tự dây rồi mình mới tiến hành mình nói luôn. Rồi rồi giờ đợi anh em nó kiếm bóng đèn cái đó ha, rồi bắt đầu mình mở lên, mình cắm cái đèn vô đây, mình bật thử cốt pha coi sáng đúng tim cốt tim pha chưa, rồi mình bàn giao. Các bạn kiểm tra tới lui kỹ vậy, các bạn làm vậy thì nó sẽ không phản, còn các bạn làm mà gấp gáp các bạn bắt vô liền, đôi khi các bạn phải tháo ra gắn vô nó mất thời gian lắm, giờ chịu khó tốn một chút thời gian kiểm cho nó đàng hoàng đi cho nó ổn định đi,
Thì khi mà mình làm cái việc mà đấu công tắc như vậy á, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng gọi là tia lửa điện phao cô, nó sẽ giết thiết bị. Thì đa phần là trên xe FI á, là những cái thiết bị mà nó chết hay là những cái liên quan tới IC chết đó, là nó đều phát sinh lớn từ cái chuyện là tia lửa phao cô. Và điều đó trên các cái con IC hay là trên các mạch điện nó luôn luôn có những cái tụ chống xét chống nhiễu á các bạn. Đó là cái nguyên lý điện nó phải có. Rồi thì bữa nay mình hướng dẫn anh em á, rồi giờ mình sẽ gắn bóng đèn mình chết lại lần nữa. Nếu mà ok thì mình bắt đầu mình nối mấy cái dây này lại, mình fix luôn xong mình thử cho bạn coi dùm xem. Rồi mình thử lại coi ha. Giờ đang pha nè. Đó, đang pha nè. Mình kiểm tra pha nè. Có 12 nè. Đó, code nè. Pha mới 12 nè. Chuyển qua code nè. Có 12 nè. Mình sắm đồng hồ, mình biết xài đồng hồ thì mình kiểm cho đúng. Thấy không? Vậy là giờ đúng tim rồi nè. Đúng chưa? Rồi, cắm bóng đèn lại. Mình kiểm, mình có đồng hồ thì mình kiểm đồng hồ, mình không cần kiểm bóng đèn, mà chính xác hơn. Làm vậy riết cho nó quen, tập thói quen. Ha. À, pha nè. Code nè. Code nó gom vô cái chảo nè. Nó gom chảo để nó rọi lên trên thì ở trên mới bật ánh sáng xuống dưới là chiếu gần. Còn khi pha là nó lè ra luôn. Nó sáng ở tim ở ngoài, nó không nằm trong chảo, nó lè ra luôn. Hiểu không? Nó là pha. Thì mình nhìn là code nó nằm trong này, đúng không? Ánh sáng trong cái chảo này nó sẽ cái muỗng này hắt ánh sáng lên. Hắt ánh sáng lên thì cái pha đèn trên nó đập xuống đường. Gọi là code. Còn nếu mình mở pha là nó lè ra luôn. Từ đây luôn là nguyên cái chảo đi luôn. Ha. Đó, rồi giờ đúng rồi nè. Tắt đèn đi. Rồi nè, mình kiểm tra nè, rõ ràng nè, trên cái xe này sạc nó không có vấn đề. Anh kiểm tra cho tụi em thấy nè. Chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng một điều. Bây giờ ở đây nè, không có chuyện là cái bình này nó quá 15V, đúng không? Tại vì mình thấy nóng lắm, cũng đèn nóng lắm. Tại vì mình thấy là cái hệ thống điện bình này, nãy giờ mình coi sơ đồ nó là điện bình đúng không? Hệ thống điện đèn là bình. Bây giờ em cắm vô đây, em lên ga đi, đâu có 15V, làm gì có chuyện 15V. Lên ga đi, giữ ga đi. Giữ xe đi. Giữ bên này nè. Hệ thống sạc của hệ thống OCM đề từ này nó rất là chuẩn. Sạc 3 pha này rất là chuẩn, cực kỳ chuẩn, cho nên không có chuyện đó ha. Rồi, giờ nói dây này vô. Mình đưa ông dàn hờ cho. Tắt máy đi. Hôi xăng quá. Rồi nghỉ cái quay. Nói dây này vô đàng hoàng. Mình tập, mình làm gì cũng vậy, mình đo kiểm từ từ, mình bình tĩnh mình làm. Đừng có làm xong cứ tự tin rồi mình gắn vô một cái là chết. Mà thiệt ra không phải tự tin, cái đó ta kêu ẩu á, chứ không phải tự tin. Thấy không? Mình ẩu á. Đó, mình nói dây điện nè. Ví dụ như cách nối dây nè, nó mình quấn bên này đúng không? Giờ này mình quấn bên này đúng không? Quấn hai bên chặt rồi cái mình lấy hàng này mình xe lại là mối nối này không bao giờ xúc nổi. Còn nếu em kỹ thì em có thể em lấy mỏ hàng em hàng lại, hiểu không? Hàng chì lại. Rồi, em nối xong mối này. Đó, rồi em hờ nó. Em làm cái đó em lóc cái đó luôn. Là em không có gây chạm chập gì, em tắt chìa khóa rồi đúng không? Điện nối khó đâu, ban điện không khó. Còn xe này vô mà khách mà kêu đứt bóng đèn mà em cứ đè ra em thay bóng đèn hoài, anh nói thiệt em thay 10 bóng đèn như vậy à, hiểu không? Em thay bóng đèn là người ta chạy chừng 2-3 bữa sau là ta đứt nữa, nếu mà xe đó đã có triệu chứng đứt bóng đèn rồi. Còn trừ khi nào mà cái xe đó mà sạc nó hư thôi, mà sạc nó hư thì nói cho dễ biết luôn nè, sạc nó hư cái bình không còn đâu, hiểu không? Sạc nó hư là bình này hù phù rồi, bình này chết rồi, chứ không tới lượt mà mình sửa bóng đèn đâu. Hệ thống sạc này tốt lắm, tại vì đèn của nó xài đèn pin mà. Qua năm anh cho mấy đứa làm xe của thầy hiệu trưởng, làm chiếc xe Sapphire lên FI cho ổng. Chiếc Sapphire độ có độ 20 triệu tặng ổng. Ngày mấy đứa tốt nghiệp. Xe Sapphire biết không? Xe Trung Quốc á, xe lâm dịch á. Hứa rồi, đưa anh ổng nhìn hơn. Anh hứa rồi, xe Tay Ga, mà xe Trung Quốc á. Xe giống như vuông với Cần Thơ đó. Chiếc BD á. Nghe nó đó. Hàng dễ thương mà nhỏ 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 con đó. Thằng mà nó ra nó hay giỡn, nó chạy chiếc Sapphire màu đỏ mà nó hư hoài luôn, mình sửa cho nó đó. À, mình làm cắt gạo gì sao phản kèo được, thấy không? Còn em lấy vô em thay bóng đèn là ngày mai em bảo hành cho người ta tiếp á. Em cứ thay bóng đèn thay được hoài không? Chưa kể người ta nghĩ mình cùi bắp nữa. Nha, nhớ nha. Mai mốt riêng Alex với Vision mà ta nói đứt bóng đèn thì em ơn đo sạc xe đó điện bình, thấy không? Alex đời mà đề xài OCM đề từ rồi là điện bình. Mà đứt bóng đèn mà mở ra mở bình nó không hư, không bị phù gì hết, lại xe đó không phải đâu, thấy không? Còn nếu mà trước khi bóng đèn nó hư á thì bóng đèn chúng ta chạy có ban đêm mà, còn đa phần là điện mình chạy ban ngày đúng không? Mà nếu cục sạc đó mà nó hư thì có phải là cái bình phù rồi không? Nó đẩy lên 15V là cái bình mập thù lù rồi. Đó. Chứ đâu phải mình nói là sạc, mình đâu có phải thế hệ sạc cũ đâu mà mình phán như cũ được. Mình nói là
ví dụ dim ray đi đúng không, thì mình còn nó sạc hư được, tại vì hệ thống đèn do sạc điều khiển. Còn giờ này điện bình mà nó nói vậy ha. Đã, ok rồi, như kỹ bắt lên đây xong bên đây. Rồi đó, bây giờ cái này em bắt kỹ nè, bắt kỹ này, rồi em gom này nè, rồi em hoàn thiện ha. Em lấy dây rút, em rút gọn gàng này cho ha, em rút gọn gàng này, em luồn vô, em rút gọn gàng cho nó đẹp đi ha, mấy này loại đẹp đi, em rút vô đây cho nó ôm đi rồi thì gắn. Rồi xong thì video ở đây mình đang hướng dẫn mấy đứa em xử lý cái ban đứt đèn Vision, thì mình chia sẻ với các bạn luôn. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Rồi trước khi hoàn thành đúng đèn đây, gắn lên, gắn lên thử cái, rồi cái này hàng nhựa lại cho người ta này. Mờ nãy lượng bị phỏng lắm nè, nhớ nè cái này bể nè, mở ra hàng cho người ta đàng hoàng, hiểu không? Chứ không phải thấy vậy bỏ vậy rồi dán keo lại đàng hoàng, làm ăn cho có trách nhiệm xíu. Rồi nổ máy, mở lên, không cần nổ đâu, có rồi, nổ nè. Rồi, loại này nổ mới sáng đèn, nổ IC mới cấp đèn nè, thấy không? Có nè, pha nè, có nè, pha nè, tắt nè. Nhưng mà khi sáng đèn rồi gạt trống, rồi gạt trống đi, máy tắt đèn đâu tắt, giờ này điện bình, đồng ý chưa? Còn nếu điện máy, nhiều người nói giờ bật nè rồi le hệ thống điện đang đóng nè, thấy không? Đang đóng nè, bật có nè, nhưng mà giờ em tắt chìa khóa nè, reset về lại nè, rồi bật đèn không có nè, đúng không? Nhưng mà khi này nếu em nổ máy lên đèn sáng, các em kết luận điện máy là em bậy, đúng không? Anh đang chứng minh nó điện bình rõ ràng mà, nãy đâu nổ máy nó vẫn sáng mà, đúng không? Khi có nghe IC kích hoạt nổ máy, đồng thời kích hoạt luôn hệ thống đèn rồi đó. Rồi nổ sáng, thấy không? Rồi giờ đã chấm tắt máy, đèn vẫn sáng. Rồi tắt đèn thì đèn vẫn sáng, tại đã kích hoạt rồi, đúng không? Xe đang ở hệ thống tắt máy tạm thời thôi, IC vẫn có điện rồi, đóng điện rồi. Rồi xong. Rồi video clip này dừng nha các bạn. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.